có thể xem từ xa điện thoại với chất lượng vô cùng là đẹp các bác nhá. Đó, chất lượng hiện tại đang 1080, tí nữa em còn nâng cấp lên 4K, em còn nâng cấp lên 4K các bác. Em còn bấm vào cái 1080 nâng cấp lên 4K thì nó cực kỳ là đẹp luôn. Các bác thấy chưa? Chất lượng video nó cực kỳ là đẹp. Đây là một cái mẫu camera mini siêu nhỏ với cái nhiều tính năng hay ho mà số ít ngoài kia có thể làm được các bác nhá. Ngoài cái chức năng là nó có thể kết nối wifi xem trực tiếp từ xa điện thoại thì cái con camera mini này nó còn có thể là alarm cảnh báo, tức là cảnh báo khi có người qua lại. Thứ hai là nó có thể xem lại những cái dữ liệu quay phim ngay ở trên điện thoại. Đây là một trong những cái số tính năng hữu ích mà số ít ngoài kia có cái dòng camera nào siêu nhỏ mà có thể làm được các bác nhá. Đấy. Thì không nói nhiều nữa, chiếc camera này nó hay ho thế nào, nó đẳng cấp thế nào và nó kết nối wifi xem có chất lượng hay ho thế nào. Thì bây giờ em Quang sẽ khui hộp review và test hàng thực tế cho bác biết nó như thế nào các bác nhá. Đấy, đây. Nguyên đai ngô về cực kỳ là sang trọng luôn các bác nhá. Đó. Thì bây giờ em Quang sẽ khu hộp review thực tế bác coi lần. Chú. Wow, nghe chưa? Đấy. Đầu tiên đây là một cái tờ sách hướng dẫn các bác nhá. Đấy, tạm thời qua để qua một bên. Đấy. Đây chính là cái con camera mini siêu nhỏ này, có gì đâu. Cực kỳ là nhỏ luôn, dễ dàng đặt mọi nơi, pin hoạt động cực kỳ là trâu. Pin của cái con camera này hoạt động cho bác trong vòng 6 giờ đồng hồ khi một lần sạc các bác nhá. Đấy, nhỏ như thế thôi. Và ngoài ra nó có thể chức năng là vừa sạc và thiết bị nó vừa hoạt động. Đây. Con này là con camera cực kỳ là nhỏ gọn luôn, em qua cho bác coi luôn này. Chú, wow, thấy chưa? Cực kỳ là siêu nhỏ luôn. Đấy, cực kỳ là đẹp và cực kỳ là siêu nhỏ luôn. Đây, cái này là cái giấy siêu các bác nhá. Bác bóc vào giấy siêu giúp em đây này. Chú, wow, mới thấy chưa? Đấy, cái mắt camera này nó cực kỳ là rộng luôn. Cái mắt camera này nó có thể quay cho bác là 150 độ. Nó bao phủ tất cả các một cái căn phòng hoặc là một cái nơi mà bác quay đặt nhá. Nó cực kỳ là rộng luôn, giúp các bác để thu được rất nhiều khung hình các bác nhá. Đấy, và nó có rất nhiều chức năng trong một cái con này luôn. Đấy, em Quang tạm thời để qua bên. Em Quang sẽ lấy một số phụ kiện bên dưới và em Quang tiếp tục review sau cho bác coi luôn nhá. Đây, đấy. À, thì nó sẽ kèm cho bác một cái bao rất là xịn sò đây đấy. Ở bên trong này nó có sẽ một số phụ kiện mà số ít cái camera mini có tích hợp mang theo đây đấy. Bên trong này nha nhiều không? Wow, biết đâu đấy. Bên trong này nó sẽ kèm cho bác rất nhiều phụ kiện, đây chính là cái đế đấy. Cái này cái đế để các bác thể hút dính lên những cái bề mặt, các bác tạm thời để qua bên đấy nha. Đây cái bế này để tạm thời các bác hút dính lên bề mặt và nó hút như thế này. Đấy, nó hút vào như thế này. Đấy, giúp các bác thể đặt mọi trên cái bề mặt tường dính vào để có thể đặt mọi nơi. Đấy, giám sát. Ví dụ như các bác nào mà đang mất mát ở trong nhà kho hay là cửa hàng của mình á, mất rất nhiều đồ mà các bác không biết là ai lấy cái đồ của mình. Các bác mong muốn đặt một thiết bị camera để nhanh chóng tìm ra sự thật, phát hiện ra để có thể có những cái tình huống để xử lý sớm nhất các bác nhá. Đấy, đó. Đây là các bác dán lên cái bề mặt dính vào như thế. Đó. Tiếp theo đây là một cái này là cái dây. Đó. Cái này là cái như em Quang đã nói rồi, cái chiếc camera này ngoài cái chức năng là nó có thể là pin tích hợp 6 tiếng cho một lần sạc thì nó có thể vừa cắm sạc, tức là các bác có thể cắm sạc như thế này đấy, và thiết bị nó hoạt động được luôn đấy, rất là hay. Các bác cắm sạc vào những cái ổ điện thông thường mà các bác hay sạc đấy, ví dụ như em Quang lấy cái ổ điện em Quang cho các con đây đấy, em Quang lấy ổ điện, ví dụ cái ổ điện này đúng không ạ, các bác cắm vào như thế này, các bác cắm trực tiếp vào ổ điện thì các bác không lo, nó hoàn toàn không lo hết pin đấy, nó vừa sạc thiết bị nó hoạt động và cái này nó bẻ 360 độ luôn, rất là hay ho các bác nhá. Đấy, ngoài ra các bác phải cung cấp cho nó thêm một cái cục sạc dự phòng, ví dụ như thế này đúng không ạ, cục sạc dự phòng như thế này đúng không ạ, các bác cắm vào đấy thì bắt đầu thiết bị nó vừa sạc và nó hoạt động rất là nhiều ngày. Ví dụ bản thân của cái này nó quay là trong vòng 6 tiếng nhưng mà bác cung cấp cho nó sạc dự phòng như thế này thì nó có thể quay cho bác là tầm 2 đến 3 ngày hoặc nhiều hơn các bác nhá. Đấy. Và hay ho nữa, cái dây này nó vẫn sạc được. Ví dụ các bác không thích cái dây này, các bác có thể lấy cái dây này ra. Đấy. Các bác cắm sạc vào, nó vừa sạc dây này và thiết bị nó lại vừa hoạt động luôn. Nó là dây dẻo. Đấy, như thế luôn các bác nhá. Đấy. Cực kỳ là hay ho luôn các bác nhá. Đấy. Đây là những phụ kiện. Đấy. À, tiếp theo cái này nó hay là nó lại cho các bác cái dây giống với kiểu đồng hồ này. Đấy. Ví dụ các bác muốn làm một cái đồng hồ đeo tay thì với phóng viên nhà báo tác nghiệp đấy. Có một số trường hợp các bác mong muốn ghi lại những cái thước phim làm bằng chứng này thì bác đây, đó, bác lắp vào như thế này giúp em, đấy, đeo vào cái tay của mình nha bác nhá, đó, đeo vào cái tay, đấy. Nhưng cái này nó to, đấy. Ngoài cái chức năng là nó xem từ xa thì nó là một cái camera hành trình hoặc là đeo di động, đấy. Cực kỳ là hay ho, cực kỳ là tiện ích luôn, đây, em Quang bật đây này, bác gạt cho giúp em, đây, đấy, đó, đây. Bây giờ em Quang sẽ tháo ra và em Quang review thực tế cho bác biết là nó như thế nào, đây. Cái này nó cấu tạo cực kỳ là siêu chất luôn đấy, nó chỉ có một nút thôi, bác gạt qua thế này là bắt đầu thiết bị nó mở, nó bật nguồn đấy, nó sáng cái đèn này nó bật đấy, các bác gạt qua là tắt. À, các bác có một số bác bảo nó sáng đèn này là lộ sao, không, cái đèn này các bác tắt được nhá, tắt là bằng cái cách là tí em Quang hướng dẫn thôi, tắt từ xa luôn đấy, gạt qua là bác mở đấy. Và đây là nó có những cái nút này này, cái nút là nút reset và cũng là nút quay phim này đấy, đây là cái nút reset, nút quay phim này. À, tiếp theo đây là cái nút mà nút chụp máy ảnh này, có gì không, chụp máy ảnh đó, nó có rất nhiều cái nút như thế đó và nó cực kỳ là đơn giản luôn. Và cái này nó có cái mã code để xem, quét để xem từ xa điện thoại luôn đấy, cực kỳ là đơn giản. Và cái này nó có những cái tản nhiệt này, tất cả thiết bị nó hoạt động, ví dụ các bạn cắm 2424 thì tất nhiên là nó sẽ nóng nhưng mà nó có những cái khay tản nhiệt này, nó giúp cái thiết bị của bác cực kỳ là bền luôn đấy.
Và cái này nó hay ho là nó hỗ trợ thẻ nhớ lên tới là 128GB. Đây là một cái dung lượng cực kỳ là nhiều luôn. Các bác nhìn không? Đây là một cái dung lượng nó cực kỳ là nhiều luôn. 128GB thì nó có thể giúp các bác lưu trữ trong vòng 9 đến 10 ngày. Ví dụ các bác 9-10 ngày là các bác mất mát gì đấy, thì các bác có thể xem lại ngay ở trên điện thoại luôn đấy. Đây là một cái tính năng mà số ít có thể làm được các bác nhá. Đấy. Thì không nói nhiều là bây giờ các bác slap vào đây một cái thẻ nhớ 128GB, tức là lưu trữ 9-10 ngày đấy. Mà tùy mục đích của các bác quay, có một số các bác cần ít thì các bác để lắp 32GB để lưu trữ cho 3-4 ngày. Còn 64GB thì lưu trữ từ 6 đến 8 ngày bác nhá. Đấy, bây giờ Quang lắp vào đây là 128GB. Lắp thì rất đơn giản, các bác nhìn cái khay thẻ nhớ này. Đấy. Tại sao mà có số bác bảo là không lắp thẻ nhớ có dùng được không? Có dùng được các bác nhá. Đấy, có dùng vẫn xem từ xa điện thoại được, nhưng mà cái thẻ nhớ nó cực kỳ quan trọng với các bác. Bởi vì sao? Bởi vì các bác lắp vào để quay lại cái dữ liệu, nhỡ như mà một ngày 24 tiếng các bác không thể theo dõi trực tiếp ở trên điện thoại được, thì cái lúc mà mất mát tài sản hay tiền bạc hay là mất mát hàng hóa thì các bác biết mấy giờ các bác coi lại, thì các bác chỉ cần nó lưu trữ trong thẻ nhớ để các bác mở lại các bác xem thôi. Rất đơn giản đúng không ạ? Thì bây giờ qua lắp vào cho các bác coi luôn. Đây, lắp vào thì các bác cho cái mặt đồng úp vào cái phần mắt này. Đấy, cho vào giúp em đây. Anh Quang cho vào nhá, đây này. Đấy các bác, xong bác nhấn tạch cái là ok. Đó, là như thế này là nó đã lắp được thẻ nhớ rồi các bác nhá. Đó, ok chưa? Đấy. Sau khi lắp thẻ nhớ thì bây giờ anh Quang sẽ test thực hành thực tế cho bác biết là như thế nào. Đây, Quang tạm thời để đây. Anh Quang sẽ để như thế này nhá. Đó, ok chưa? Đấy. Sau khi lắp thẻ nhớ thì bây giờ anh Quang sẽ hướng dẫn các bác cách để các bác tải ứng dụng về trên máy để các bác có thể xem trực tiếp từ xa điện thoại được. Đấy. Thì anh Quang lấy điện thoại Quang tải rồi. Đây, đấy. Thì cái dòng này nó phù hợp với tất cả các cái dòng điện thoại Samsung, Apple, iPhone, nó đều hỗ trợ các bác nhá. Đấy. Thì bây giờ em Quang sẽ làm mẫu lên chiếc iPhone, còn tất cả các dòng máy khác thì các bác làm tương tự. Đấy. Thì để nó xem trực tiếp từ xa điện thoại thì các bác tải một ứng dụng nó tên là HD Wi-Fi Camera. Cái ứng dụng này cực kỳ là phổ thông trên thị trường các bác nhá. Đấy. Cái ứng dụng này nó có tên là HD Wi-Fi Camera các bác nhá. Đấy. Thì bây giờ em Quang sẽ làm thực tế luôn. Đây. À, thì với iPhone thì các bác vào cửa hàng App Store, cái màu xanh xanh này. Đấy. Với iPhone thì các bác vào cửa hàng App Store, còn với Samsung, Apple ấy, thì các bác vào cửa hàng CH Play. Các bác bấm vào, các bác tải cái ứng dụng nó tên là HD Wi-Fi Camera. Cái tên em để góc màn hình này các bác nhá. Đấy. Đây chính là cái giao diện chính của cửa hàng App Store, tức là cái cửa hàng mà tải ứng dụng Zalo, Facebook thì đây cũng thế. Để tìm kiếm một ứng dụng thì các bác bấm một cái từ tìm kiếm này, góc màn hình này. Cái câu mà lúc bấm vào giúp em đấy. Sau đó các bác gõ cái từ khóa tên là HD Wi-Fi Camera đấy. Đấy, Wi-Fi đấy, Wi-Fi này. Đó, Camera đấy, cách rồ đây. Ok chưa? Camera đây. Đấy, thấy chưa? Đó. Đây cái chính là ứng dụng HD Wi-Fi Camera. Các bạn thấy chưa? Đấy. Các bác nhìn thấy chưa? Không, bấm cái đám mây có mũi tên bác tải về giúp em. Đấy, bấm tải giúp em nhé. Đây là một cái tiện ích tải cực kỳ là nhanh. Bác bấm nhìn này, nó đang tải về rất là nhanh thôi. Đấy, thấy không? Đang tải nó cực kỳ là nhanh. Đây là một cái tiện ích cực kỳ là phổ thông trên bất cứ dòng điện thoại. Đó, tải xong luôn ạ. Sau khi tải xong thì các bác bấm một cái từ mở giúp em. Có hình mở là cái từ mở, bấm mở giúp em nhé. Đấy, bấm mở giúp em. Đấy. Thì HD Wi-Fi Camera muốn gửi thông báo cho bạn, các bác bấm cho phép luôn nhá. Đó. Như thế này là các bác tải về rồi. Hãy sau bấm một cái dấu cộng một lần nữa. Đấy. Thì nó hỏi là cho phép HD Wi-Fi sử dụng vị trí gọn, các bác bấm vào cho phép khi dùng ứng dụng ngay ở đầu giữa này. Đó, ok chưa? Đó. Như thế này là các bác bấm trở về giúp em. Đó, sau đó bấm thoát ra. Đó. Thì bây giờ các bác đã tải ứng dụng này HD Wi-Fi Camera là cái ứng dụng bác tải về máy này. Đó. Sau khi đã tải về đúng không ạ? Thì bây giờ em Quang sẽ hướng dẫn các bác cách để các bác có thể là xem từ xa với cái ứng dụng này nhá. Đấy. Thì để xem từ xa có điện thoại bất cứ ở đâu thì đầu tiên các bác vào phần cài đặt của máy giúp em. Đây hình máy dương căng cưa này, để bác tìm đến cái mục Wi-Fi để kết nối Wi-Fi của nó nhá. Đấy. Sau đó vào đây, bác tìm đến cái Wi-Fi đây, Wi-Fi sóng Wi-Fi bác chạm giúp em ạ. Đấy ạ. Thì hiện tại nhà em Quang là Wi-Fi, nhà em Quang là Thao đúng không ạ? Đây có như này, Thao đúng không ạ? Đó. Trước khi nào bác lưu ý nhá, hiện tại cái thiết bị của em nó chưa bật các bác nhá. Đấy, em Quang chưa bật. Thì để thiết bị này, các bác bật thiết bị này, nó đang ở chế độ off này, bác nhìn không? Bật lên coi chế độ on giúp em, bật lên nhá. Đấy. Khi cái thứ bật lên đèn nó sáng, các bác nhìn không? Đèn xanh nó sáng. À các bác bảo là cái đèn xanh này nó lộ ra không, đèn xanh sáng để các bác biết bật. Tí nữa các bác bật được rồi nào. Các bác kết nối rồi thì các bác tắt nó đi các bác nhá. Đấy, cái đèn này này. Thì đầu tiên thì các bác phải cần biết là thiết bị nó hoạt động chưa đúng không ạ? Đấy. Ok nhá. Đấy xong chưa ạ? Thì bây giờ em Quang sẽ bắt đầu này. Thì sau khi bác bật lên thì đây nó phải phát ra một cái wifi, có gì không? Cái wifi nhà em là Thao, nhưng mà ở dưới đây có một cái wifi là vừa dãy vừa số này, DGK này, thấy không? 804669 này, đây, nhìn lung tung này. Ồ, có gì không? Cái wifi này giống cái tên wifi này giống cái tên wifi đằng sau là có gì không? À, cái tên wifi này giống cái tên wifi DGK này, đó, bây giờ. Các bác bấm vào kết nối nó trước, bấm vào kết nối nhá, tức là bấm kết nối đấy. Các bác chờ cho nó loát tích xanh là ok, là bác mới thoát ra, bác nhìn này, đó, đang toát, đang loát.
với iPhone thì các bác phải chờ tích tranh như thế này là nó đã kết nối rồi. Sau đó các bác bấm vào home, các bác thoát ra màn hình chính giúp em. Đấy. Sau đó các bác quay cái trở lại cái ứng dụng mà các bác mới tải về HD Wi-Fi Camera đấy, ứng dụng này. À, ứng dụng HD gọi đây, có gì đâu. Ứng dụng HD Wi-Fi Camera có gì thấy không? Đó, ứng dụng này. Bác bấm vào đây nhá, bấm vào giúp em ạ. Đấy. Khi các bác bấm vào đúng không ạ? Thì các bác vẫn không thấy cái ứng dụng đúng không ạ? Sau đó các bác bấm thoát ra, bấm thoát home này, thoát thế là dụng này này. Đấy, đúng không? Sau đó các bác bấm lại một lần nữa, bấm lại HD Wi-Fi cam một lần nữa. Đấy, để nó có tự động xuất hiện đây này cho bác con này. Nó xuất hiện một ứng dụng đấy, thấy chưa? Nó xuất hiện một ứng dụng đây này, camera này, cái chữ DKG này giống cái chữ đằng sau này này. Đấy, có gì không? Đấy, DKG chính giống cái chữ đằng sau này. Đấy. À, thì HD Wi-Fi camera muốn tìm và kết nối với thiết bị trên mạng cục bộ của bạn, tức là cái bản thân của camera nó phát ra cái mạng cục bộ đầu tiên đấy, thấy không? Thì bác bấm vào OK giúp em nhé, bấm OK để kết nối nhá. Đấy là như thế này là bác xem là mới xem với chất lượng cục bộ thôi, các bác bấm xem bác coi này, bấm rồi nhá. Đấy, bác bấm vào này đó, nó đang online màu xanh này, bác bấm một lần nữa OK chưa đó. Thì HD muốn truy cập micro đấy, tức là nó vừa ghi âm thanh vừa ghi ảnh, các bấm OK giúp em đó, thấy chưa? Bây giờ các bác đã thấy chất lượng video nhảy nó đẹp chưa? Đây qua để đây nhá, qua để đây cho bác coi nhá. Đây. Đấy ạ, thấy chưa? Các bác để đây các bác nhìn thấy chưa? Đó, OK chưa? Nó là quay chất lượng video thế nào đúng không ạ? Chất lượng video đem qua cái để cái tay bác coi này, li li cái tay đó, nó đã xem trực tiếp rồi, trên điện thoại đúng không ạ? Và nó nghe cả âm thanh luôn, bác nhìn này, cái âm thanh luôn này. Alo alo. Alo alo 1 2 3 4, alo alo 1 2 4, alo. Thấy chưa? Đó, nó đã xem nghe cả âm thanh và nghe hình ảnh đấy. Thì đây mới tạm thời nó xem cục bộ thôi. Cục bộ là như thế nào? Là các bác có thể xem cục bộ trong bán kính là 30 mét. Nhưng bây giờ em Quang sẽ quay trở lại mà Quang hướng dẫn các bác kết nối wifi của gia đình các bác, mà các bác đi bất cứ đâu các bác vẫn xem được. Ví dụ các bác đặt ở thành phố Hồ Chí Minh mà các bác đi Hà Nội vẫn xem được. Các bác đặt ở Việt Nam mà các bác đi nước ngoài vẫn xem được. Thì các bác làm cái thao tác này để giúp em. Còn tí cái thao tác thì sau thì em Quang sẽ hướng dẫn sau rất nhiều thao tác. Tí nữa em Quang hướng dẫn chi tiết sau bác nhá. Bây giờ cái kết nối wifi xem từ xa là cái quan trọng, bác bấm trở về giúp em. Cái mũi tên này bấm trở về. Đấy. Thì bây giờ lại bấm trở về, đây là cái giao diện của nó. Giao diện chính của nó thì bao giờ các bác bấm vào hình cài đặt bánh răng cưa này giúp em. Đấy. Tức là thì vào hình cài đặt đấy, bánh răng cưa góc màn hình này bác chạm giúp em ạ, đúng không? Đấy. Thì nó cũng rất nhiều mục, các bác không quan tâm đến cái mục khác, các bác chỉ quan tâm đến cái mục để kết nối wifi xem từ xa này, các bác vào phần wifi setting này, bác bấm vào đây. Wifi setting cái mục đầu tiên các bác nhá. Có sóng wifi này bác chạm giúp em ạ. Đấy. Thì ngay lập tức nó sẽ loát ra cái wifi của gia đình các bác. Đấy. Các bác nhìn này, nó đang loát ra wifi của gia đình nhà các bác. Vì wifi của gia đình nhà các bác là cái gì? Gia đình các bác nhà em này. Đây. Hiện tại nó đang loát ra bác nhá. Cho bác chờ một tí để nó loát ra cái wifi của gia đình các bác. Ví dụ như wifi gia đình em nó loát khá lâu, từ từ tí. Nên con thoát lại này, con bấm lại giúp nhá. Đây. Con bấm lại xem cá một lần nữa này. Đấy. Con loát được không? Nếu mà trong cái trường hợp nó vẫn không loát ra đúng không ạ? Thì bác bấm thoát ra mà, bác thoát ra giúp em ạ. Sau đó bác vào lại một lần nữa giúp em ạ. Để xem là nó sẽ loát lại một nữa vì đang nhớ, bấm vào phần cài đặt giúp em nhá. Sau đó các bác bật wifi setting đúng không ạ? Để nó loát ra các bác nhá. Đấy. Các bác chờ tí để nó đang tìm đến những cái wifi. Đây, đó. Hiện tại nó đang wifi này, bây giờ nó đang wifi của gia đình nhà em là này. Wifi gia đình nhà em là thao đúng không ạ? Em kết nối lúc nãy em đã nói do wifi gia đình em là thao. Còn Quang Trang hay là một số là wifi gia đình nhà khác, nhà kế bên. Các bác lưu ý là phải kết nối wifi gia đình các bác để bác nhập mật khẩu chính xác nhá. Em qua kết nối gia đình em là thao này. Đó. Sau đó em nhập cái mật khẩu của gia đình nhà em vào. Mật khẩu gia đình các bác thì các bác nhập vào nhá. Nhập chính xác cho em. Mật khẩu gia đình nhà em là 8 số 1 đúng không ạ? Em Quang nhập lại 1 2 3 4 5 6 7 8 đấy. Các bác phải chắc chắn giúp em là đó là mật khẩu chính xác các bác nhá. Đấy, sau khi nhập bấm một từ xua chắc chắn giúp em, bấm một chắc chắn nhá. Đấy. Để các bác loát ra nó kết nối giúp em. Đây, đấy. Quang chờ đó, nó đang online, nó chỉ từ connecting đúng không ạ? Nó là như thế này, nó đang connecting các bác nhá. Sau đó bấm thoát ra màn hình chính giúp em. Đấy. Công việc của các bác là bây giờ các bác chỉ chờ từ 30 giây phút, sau đó các bác quay trở lại là bắt đầu thiết bị nó có thể xem từ xa được. Có nhìn chưa? Đấy, OK chưa? Đây. Có như là cực kỳ là siêu nhỏ gọn luôn, đặt mọi nơi và nó có cạnh rất hay, nó đặt mọi nơi đó, đặt kiểu gì cũng được đấy, cực kỳ. Và ngoài ra nó là một cái camera hành trình đó nhá, camera hành trình. Ví dụ các bác đặt hình ô tô nó vẫn được, ô tô thì đơn giản mút quay thì các bác bấm vào đây, bác bấm là nó không cần xem thời gian, bấm là nó quay rồi đấy, nó quay offline và online được, bấm là quay. Đây là cái nút chụp hình này, cái hình cái logo chụp hình này. Ví dụ các bác muốn chụp hình các bấm vào đây chụp hình cái. Trong cái trường hợp bác đeo đây, ví dụ đeo lên tay đúng không ạ, các bác muốn chụp hình thì các bác bấm chụp hình thôi, rất đơn giản là đúng không ạ, cực kỳ tiện ích. Muốn chụp hình bấm một cái, muốn quay phim bấm một cái là nó ghi lại luôn đấy. Nhất thì các bác làm với phóng viên, nhà báo tác nghiệp thì cực kỳ là hay ho các bác nhá. Đấy. Thì như thế này là OK rồi, em bấm này, em bấm trở vào để em xem được chưa này. Đấy. Bấm vào nha, nó đang vẫn đang connect đúng không ạ, nó vẫn đang connect đó, online bác bấm vào giúp em. Đấy. Đấy, bấm vào đó, nó đã xem rồi, bây giờ chưa. Đấy. Nó đã xem hiện tại đang đấy, đó ra xem đây bây giờ. Cái lúc nãy nó vừa đây là cái đèn sáng này, bác nhìn ra cái đèn sáng này đó, hiện tại đang màu sắc trắng đen hay màu mò đấy, bây giờ nó là xem từ xa, bác nhìn ra
cực kỳ là chất và cực kỳ là đẹp luôn, có gì chưa? Các bạn đã xem từ sang điện thoại với chất lượng vô cùng là đẹp các bác nhá. Đó, chất lượng hiện tại đang 1080, tí nữa em phải nâng cấp lên 4K, em còn nâng cấp lên 4K các bạn. Em bấm vào cái 1080 nâng cấp lên 4K thì nó cực kỳ là đẹp luôn, có gì chưa? Chất lượng video nó cực kỳ là đẹp luôn. Đấy là nó là xem từ xa các bác nhá. Đấy, nó đã từ xem từ xa của điện thoại cực kỳ là chất luôn. Thấy chưa? Em qua quay bác chưa? Đấy. Thì bây giờ bác nhìn này, hiện tại đang xem từ xa. Bây giờ em qua tắt cái ánh đèn này cho bác coi cái ánh đèn bác nhìn thấy nó sáng không? À, nó đang sáng cái đèn đúng không ạ? Thì bác bấm một cái hình này, bác bấm một cái bóng đèn mà có cái xanh xanh ở trên, bác góc màn hình bấm cho em. Là bác tắt đi. Đấy, nó tắt bóng đèn bác thấy chưa? Nó tắt rồi đúng không ạ? Nó tắt rồi đúng không ạ? Nó không bí mật và nó hoàn toàn bí mật. Và cái này nó có hồng ngoại quay đêm luôn bác nhá. Đấy. Hồng ngoại quay đêm tức là cái bác tắt hết đèn đóm không một ánh sáng thì nó vẫn quay được với màu sắc trắng đen các bác nhá. Cực kỳ đây. Các bác muốn kích hoạt hồng ngoại quay đêm thì các bác bấm một cái hình bóng điện này, giống bóng đèn này này. Bác ơi. Sau bắt đầu nó đang hiện tại cửa lọ Infer Close. Các bác bấm vào Infer Open. Đấy. Thì ngay lập tức nó sẽ chuyển sang cái chế độ là hồng ngoại quay đêm, có nhìn thấy chưa? Đó. Hồng ngoại quay đêm tức là khi các bác tắt hết đèn đóm không một ánh sáng, không một tối thui thì nó vẫn quay đêm được. Đấy, bây giờ em qua sẽ làm thực tế cho bác biết là nó có quay đêm được không. Bây giờ em tắt điện đóm cho coi luôn nhá. Em qua tắt hết tất cả ánh đèn để bác biết là nó có quay đêm không để bác biết nhá. Đây. Bây giờ em qua tắt hết cho bác coi luôn. Đấy. Thì nó vẫn quay đêm được bác nhìn đâu. Đó. Ở trên đây thì bác nhìn nó là nhưng mà ở trên màn hình thì nó cực kỳ là sáng luôn. Đấy, cực kỳ là chất với cái dòng này luôn các bác nhá. Đấy. Quay đêm vô cùng rõ nét luôn chứ không phải là cái là dạng bình thường các nhá. Ok chưa? Đấy. Và em Quang cam kết với bác luôn, nó không rõ nét thì em Quang hoàn tiền cho bác luôn. Đấy, thấy chưa? Đấy là bây giờ các bác đang quay đêm, các bác muốn chỉnh nó quay ngày, các bác bấm vào đây, các bác bấm từ close tức là tắt đi đó, là nó quay ngày có màu sắc các bác nhá. Đấy, cực kỳ chưa? Đấy. Thì đây là nó thì đây là ok rồi và nó nghe em thanh luôn, thấy chưa? Alo 124 alo ạ. Alo 124 alo ạ. Thấy chưa? Nó nghe âm thanh và nghe rất rõ luôn. Các bác bấm vào trở về giúp em. Đó, ok chưa? Như thế này là nó đã xem từ xa. Để biết xem từ xa các bác bấm vào kênh YouTube để bác xem này. Đó. Thì hiện tại các bác vào kênh YouTube của Quang Review để các bác biết này. Đó. Đó, cái kênh YouTube của em là Quang Review đây ạ. À, bấm 49.000 người đăng ký kênh, một kênh rất là uy tín, 241 video bác nhá. Đấy. Đó. Kênh YouTube của em Quang đây bác nhìn thấy chưa? Đó, bác bấm vào xem này. Đó. Thấy chưa? Nó đang online thì mới xem được video đúng không ạ? Đấy. Cực kỳ là chất luôn. Và kênh của em rất là nhiều video. Đấy, bây giờ có rất nhiều đồ trong đây để các bác có thể tham khảo các bác nhá. Đấy. Thì sau khi đã xem từ xa đây bây giờ bấm vào lại các bác coi. Đấy, bấm vào để online. Các bác bấm vào đó là online, nó xem trực tiếp từ xa điện thoại, cực kỳ là hữu ích và cực kỳ là hay ho các bác nhá. Đấy. Đó là một trong những cái tính năng mà số ít cái dòng camera có thể làm được các bác nhá. Đấy. Hiện tại nó đang xem. Cái này máy của em nó hết pin hay sao? À, hiện tại nó đang hết pin, bấm vào xem. Giúp em cái đấy, nó đã xem bác nhá. Họ ok chưa? Đấy, nó đã xem trực tiếp từ xa điện thoại đấy. Thì bây giờ em Quang sẽ hướng dẫn các bác cách để các bác có thể xem lại cũng như alarm cảnh báo trên điện thoại được đấy. Thì bây giờ các bác quay trở về giúp em đấy, sau đó các bác lại phần vào phần cài đặt của máy giúp em, hình bánh răng cưa này bác chạm giúp em ạ. Sau đó các bác tìm đến cái muốn cho nó xem lại ở trên điện thoại, tức là các bác muốn xem lại những cái dữ liệu ngay trên điện thoại, thì các bác tìm đến cái S card setting, tức là cái thẻ nhớ đấy, S card setting, cái cài đặt cái thẻ nhớ này, cái thẻ nhớ trong đây này. Đấy, bác bấm vào giúp em nhé. Đây, S card setting các bác bấm vào đây này. Đấy. Thì hiện tại ví dụ các bác nó đang như thế này đúng không ạ, nó đang những thông số thế này, các bác để ý này. Ví dụ như các bác bấm vào đây thì không thấy nó sự hiện những cái S card setting này đúng không ạ, thì các bác bấm format thẻ nhớ lại giúp em. Đây, cái từ S format này, bấm format lại giúp em nhé. Đầu tiên các bác bấm format lại, sau đó các bác bấm ok, tức là các bác cần format lại cái thẻ nhớ. Có một số cái thẻ nhớ đấy thì nó sẽ bị, khi các bác lắp vào thì nó không nhận, thì các bác cần format là nhớ để cho nó nhận các bác nhá, để thì nó mới ghi lại những cái dữ liệu cho các bác luôn. Đấy, bác bấm trở lại hình máy răng cưa giúp em, sau đó các bác vào cái app là đỡ đấy, mới nhìn ra nó là format này, mới nhìn ra đó. Thì ở trên đây nó sẽ không những cái gì đấy bác biết đâu, nó format lại là nó không như thế. Nó bấm vào từ server đây, format lại như thế là nó cần không cái gì, bấm giúp em đây. Ok, bấm các bác nhớ bấm format này nhá, thì nó đang cầu connect này, bác nhìn ra nó đang connecting này, để các bác chờ một tí. Tức là trong cái thời gian bác chờ cho nó format thì các bác phải chờ cho nó connecting, tức là connect các bác nhá. Đấy. Nó đang cần để format lại từ đầu những cái thẻ nhớ, những cái dung lượng. Thì các bác chờ một tí. Em Quang làm sẽ rất là chi tiết cũng như là khá lâu. Nhưng các bác yên tâm làm lâu thế này để các bác dễ hiểu cũng như là bác hình dung được là các bác bỏ cái số tiền nhỏ ra nhưng mà nó có đáng hay không là các bác biết được các bác nhá. Đấy. Cực kỳ là chất và cực kỳ là hay ho các bác nhá. Đấy. Bác cứ để connecting, đấy, các bác bấm xem. À. Đang connect, nó vẫn đang connect, các bác chờ tí. Em Quang nghĩ là nó hết pin góc màn hình đây thôi nhá. Ok chưa? Đây, Quang bấm thoát ra màn hình chính này để nó connect đi. Sau đó em Quang bấm trở lại xem. Đó, nó vẫn đấy, nó là online, bác bấm chạm giúp em. Đấy. Đó, nó vẫn online. Đó, như thế là nó đã xem rồi. Đó, nó đã connect rồi. Đấy. Công khi connecting xong thì bác vào phần cài đặt của máy lại xem wifi setting này. Đấy.
đâu, cái là cái máy này, cái từ SD này hả? Thì nó đã có những cái dung lượng này, bây giờ nó lại là không, thì bây giờ nó là 121 GB này, mọi người thấy chưa? Đó, nó những cái thể hiện thì cái con số đây là ok. Đấy. Và các bác lưu ý là các bác này record time, tức là nó đặt là từ 5 phút cho một đoạn, thì các bạn em khuyến khích các bác đặt 1 phút cho một đoạn thôi. Tại sao lại như thế? Là bởi vì là các bác đặt như thế là ok quá nhá. Là bởi vì sao? Bởi vì trong trường hợp mà nó đặt đặt ấy quá đấy, ví dụ các bác đặt đặt dài quá thì trong một lúc mà nó mất đi đấy, thì các bác làm sao mà nó quay nó mất đi đấy, thì làm sao mà cái ấy được, đúng không? Đấy, ok chưa? Một phút các bác bật đặt 1 phút giúp em. Đây, bấm 1 phút đấy. Sau đó các bác chọn cái đây là stream stream frame, các bác bấm vào đây chọn 720 giúp em ạ. Đấy, sau đó các bác gạt hết, sau đó bấm server. Đấy, các bác chọn những cái này là sao ạ? Sau đó các bác bấm server giúp em ạ, bấm vào server nhá để cho nó kích hoạt. Ok ạ. Đó thì bây giờ nó sẽ ghi lại những cái dữ liệu cho các bác là trong vòng 1 phút các bác nhá. Đấy, bắt đầu bây giờ nó ghi. Đấy. Nó ghi, nó tí nó sẽ ghi ở trên đây cho các bác coi luôn. Đây, tí nó vào bác vào đây này, vào cái mục cái từ flash S này. Đấy. Là nó sẽ ghi như đấy. Bây giờ nó trống, nó chưa ghi. Tí rồi nó sẽ ghi. Bây giờ Quang bấm vào đây cho bác coi luôn. Đấy. Quang này lia lia cái tay cho bác coi là nó sẽ ghi nào. Quang để đây nhá. Đấy. Quang nói nó sẽ quay quay cái tay cho bác luôn. Tí là sẽ hiện đây nhá. Ok chưa? Đó. Thì bây giờ em Quang sẽ nói cho bác cái chính là alarm cảnh báo, tức là có người qua lại nó cảnh báo chụp hình cho bác, thì các bác vào phần cái phần bánh răng tiếp đó, sau đó các bác vào phần từ alarm cảnh báo này, có hình cái cảnh báo alarm setting này, có gì đâu bác chạm giúp em ạ. Đấy. Sau đó hiện tại nó đang ở chế độ này đúng không ạ, các bác bấm vào gạt hết qua giúp em ạ, sau đó gạt hết qua giúp em ạ. Đấy. Sau đó các bấm chạm đây, bấm vào normal đúng không ạ, những cái thứ ra cho bấm vào server giúp em, bấm vào từ server nhá. Đấy. Thì bây giờ nó kích hoạt rồi, có người qua lại tự động nó sẽ gửi thông báo về máy điện thoại cho bác luôn. Đấy. Các bác lưu ý sau khi bác kích hoạt xong, bác lại quay trở lại xem là nó đã chấp nhận đầy đủ nhá. Đấy, nó đã như thế là ok. À chưa, bác bấm vào đây. Đấy, bác vào normal đúng rồi. Như thế là ok rồi bác nhá. Đấy. Bây giờ có người tự động nó ghi hình và chụp hình nó gửi về cho bác luôn. Đấy, rất đơn giản thôi. Thì bây giờ cái công việc chỉ xem từ xa qua điện thoại rất cực kỳ là tiện ích luôn, bác nhá. Xem trực tiếp từ điện thoại và nghe âm thanh luôn. Đấy. Alo alo 124 alo ạ. Đó thấy chưa? Cực kỳ là hay ho và có thể ghi ở video đây luôn, bác nhìn ra. Đó. À, đây nó báo này, đó, ngay bây giờ nó gửi camera này, bây giờ tức là có người qua lại em gưa cái tay này thì nó gửi nó chụp hình cho bác luôn. Đây, ví dụ muốn gửi chụp hình nhá thì nó vào cái phần photo chụp hình như này. À, à cái này, đây, bác coi chụp hình cho bác coi này. Đây, à, playback cái cảnh báo, cái chỗ cảnh báo đâu nhỉ? Đây, à, bác vào bấm vào cái cảnh báo giúp em ạ, nó sẽ gửi vào cái cảnh báo đâu. Cảnh báo, ở đây alarm cảnh báo đây, đây nó sẽ gửi vào cái cảnh báo cho bác coi luôn. Tức là nó có những tín hiệu nó sẽ gửi cảnh báo đây. Cái những cái file mà nó lưu đây là, anh có nhìn không? Nó sẽ lưu file đây, có nhìn chưa? Đó. Và nó quay đấy, nó chụp hình ở đây bác coi thấy chưa? Đó, nó chụp cái file mà em quăng đấy, đây em quăng đây bác coi, nó alarm cảnh báo để có người qua lại tự động nó sẽ chụp hình vào đấy, nó remote đây này bác bấm alarm này, đó. Mấy giờ là có người qua lại đó, thấy không? Nó chụp hình mà nó gửi về cho bác đây, thấy chưa? Cực kỳ là chất luôn, đúng không? Đấy, cực kỳ là hay ho luôn bác nhá. Đấy. Và bây giờ em quăng sẽ coi lại cái hình playback, tức là xem lại đấy, bên xe cạp này, bấm vào giúp em đấy. Thì có cái gì đây nó thể hiện đây đó, có quay những cái gì nó ghi đây ha. Đây là những cái video mà nó quay lại trên điện thoại, nó có nhìn chưa đó, có nhìn thấy chưa đó, nó quay em quăng để quăng cho bác coi luôn đấy, nó quay ở trên điện thoại bác coi luôn đấy ha. Và bác phải nghe âm thanh lại luôn, đem vắt loa này thấy chưa. Con số đây là ok đấy. Và các bác lưu ý là các bác này record time, tức là nó đặt là từ 5 phút cho một đoạn, thì các bạn em cứ khi các bác đặt 1 phút cho một đoạn thôi. Tại sao là như thế? Là bởi vì là các bạn đặt như thế là ok đó nhá. Đấy, có nhìn thấy chưa? Nó cực kỳ là hay ho và cực kỳ là đẳng cấp, và nó ghi rất là nhiều video các bác nhá. Đây, nó ghi rất là nhiều video đấy, nó ghi rất là nhiều video, bác bấm vào xem, thấy chưa? Ok chưa? Đấy. Nó lại ghi tiếp tục nó ghi. Đấy. Cảnh báo đây, alarm cảnh báo này, nó sẽ gửi vào cái cảnh báo đấy bác coi luôn. Đấy, tức là nó sẽ ghi lại tất cả những cái dữ liệu đấy, cực kỳ là hay ho và cực kỳ là đẳng cấp các bác nhá. Tất nhiên là bên em Quang sẽ được giao hàng về tận nơi, trong cái thời gian sử dụng thì em Quang sẽ hỗ trợ cho các bác cực kỳ là hay các bác nhá. Đấy, những cái video nào nó đều gửi cảnh báo để cho bác thấy chưa, quay lại cũng có người qua lại, nó chụp hình nó gửi vào đây luôn, nó gửi về máy cho bác là đối tượng nào vừa vào nhà mà đi qua, bác rất hay. Bác có thể share sang Zalo, share sang Facebook đều được không? Đây, bác tìm đến Zalo, bác share sang đấy, share cho ông Quang đấy, ví dụ thế, Quang đây, đó, gửi cho bên đấy, bác là tự động nhận được luôn, đấy, rất là hay, thấy chưa? Đó, có người cảnh báo nó được gửi ra, camera cảnh báo, đấy, cực kỳ là tiện lợi và cực kỳ là hữu ích các nhá, đấy, rất là hay ho và cực kỳ là tiện ích luôn, đấy. Thì đây là một trong những cái mẫu camera mà nó quá là đẳng cấp đấy các bạn.
xem trực tiếp từ xa điện thoại với quá nhiều tính năng cho một sản phẩm đấy các bác nhá. Đấy, alarm cảnh báo rồi xem lại ở trên điện thoại, nó đầy đủ những chức năng mà số ít cái ngoài kia có thể làm được các bác nhá. Thấy chưa? Đấy, nó là xem ở trên điện thoại và nó xem trực tiếp 24/24 và ghi lại những cái dữ liệu ngay ở trên đây luôn. Đấy, cứ xem lại playback là xem lại ở đây và nó ghi lại những cái gì ở đây là bác ạ. Nó càng ngày nó càng ghi càng dài các bác nhá. Nó ghi rất rõ ở đây và các bác dễ dàng nhanh chóng tìm ra bằng chứng, tìm ra được thật. Thấy chưa? Đó. Đó. Cực kỳ là chất và cực kỳ là hay ho với cái dòng đó. Thì tất nhiên là cái sản phẩm này bên shop em Quang sẽ giao hàng về tận nơi, nhận hàng các bác được mở hàng, kiểm tra hàng đúng cái sản phẩm các bác cần mua mới thanh toán, nên các bác hoàn toàn yên tâm các bác nhá. Trong cái quá trình mà các bác sử dụng thì có khó khăn khúc mắc nào thì các bác cứ vui lòng liên hệ với em Quang, là bên em Quang sẽ hướng dẫn hỗ trợ cho bác luôn nha các bác nhá. Đây là một cái dòng camera, bản thân của nó, pin của nó là đứng riêng lẻ là 6 tiếng, có thể vừa cắm vừa hoạt động. Đấy. Ngoài ra có thể biến thành mới camera hành trình đấy, để gắn vào ô tô hay là gắn vào một cái số mà các bác cần quay phim ghi lại bằng chứng thì cực kỳ là hay ho các bác nhá. Đấy. Thì với cái sản phẩm này bên shop em Quang sẽ giao hàng về tận nơi, nhận hàng các bác được mở hàng, kiểm tra hàng mới thanh toán tiền, nên các bác hoàn toàn yên tâm. Các bác quan tâm với sản phẩm xin vui lòng liên hệ với em Quang qua hai số điện thoại 0982519135, số thứ hai là 0377403526, hoặc kích ngay cái đường link bên dưới là mua24giờ.com. Sản phẩm sẽ được giao hàng về tận nơi, nhận hàng các bác được cửa kiểm tra và thanh toán tiền. Đồng thời trong cái quá trình sử dụng các bác khó khăn khúc mắc cái đoạn nào thì có thể liên hệ ngay bên Quang để em Quang hỗ trợ các bác nhá. Cảm ơn các bác đã luôn luôn đi yêu thương và ủng hộ kênh YouTube của Quang Review. Kính chúc các bác gặp nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các video lần sau. Vâng, để có thể xem nhiều video nữa, quý anh em có thể đăng ký kênh giúp Quang, hoặc quý anh em có thể xem tiếp theo những video bên trái hoặc bên phải. Thân ái chào và cảm ơn quý anh em rất là nhiều.